Đây đang chuẩn bị cho đi Phan Thiết mua nước mắm với ăn hải sản. Đồng quá anh em ơi. Đọc không? Wow. Đại hội võ lâm minh chủ. Gái Úc, gái Đức, gái Ý rồi, gái Nhật rồi. Mình lê hết. Giữ tướng Việt theo. À này đồng quá. Đúng đồng luôn. Đó. Đây là hai cái cọp dưới nhất nè. Anh xíu lên nè. Anh chạy em lên đây trước hả? Anh chạy sao vậy? Anh chạy em á. Chạy tới đầu hả? Ủa em đâu có biết đâu em tí. Nhưng mà em chồng nó mà nó không đủ em. Tức giận nó không đi nữa. Chào anh, chào anh. Dễ gì vậy? Đi ăn hải sản với mua nước mắm mà đông quá. Đi xe hơi, xe hơi đâu đâu. Biệt đội đông nhất. Quá đông. Phải quá. Ấy là phê đó.